sau khi biết bơi với những động tác cơ bản, Giang được bố đưa đến bể bơi 4 mùa để tập. Trong một buổi tập, Giang nhìn thấy một chú bơi rất nhanh. Khi chú dừng lại, Giang nhận ra đó chính là thầy Quang, thầy giáo dạy môn thể dục ở trường. Giang chạy tới chào thầy. Con chào thầy ạ. Thầy chào con. Thầy thường tới bơi ở đây ạ. Bể bơi ở đây được mở quanh năm nên thầy thường xuyên bơi ở đây. Con đã biết bơi chưa? Con mới biết bơi thôi. Con xuống bơi cho thầy xem nhé. Thế con đã khởi động chưa? Dạ chưa ạ. Con quên mất ạ. Con phải khởi động thật kỹ rồi mới được xuống nước bơi nhé. Nếu không sẽ rất nguy hiểm đấy. Con khởi động thế chưa đúng đâu, để thầy chỉ cho con nhé. Vâng ạ. Đầu tiên là xoay khớp của tay của chân, sau đó khớp bả vai, rồi xoay ngược lại. Bây giờ thầy cho ta xuống bơi thử nhé. Sau đó, thỉnh thoảng Giang lại gặp thầy ở bể bơi. Lần nào Giang cũng được thầy dặn dò những điều cần lưu ý hoặc dạy thêm cho Giang những kiểu bơi khác. Giang rất vui khi kể cho các bạn cùng lớp nghe chuyện này.